Chào mọi người, đây là Hoa Hồng Bụi, Claude Monet, đọc là Claude Monet, biết sao đọc vậy? Đặc điểm nhận dạng nổi bật là hoa có nhiều cánh màu hồng và cánh hoa có sọc. Điểm cộng của loài này là rất siêng hoa và lập hoa rất nhanh. Từ ngày cắt đến ngày nở hoa kế tiếp tầm 3 tuần, một hoa nở được 3 tới 5 ngày. Hoa nở càng lâu á thì màu nó càng nhạt. Và rồi giống như vậy nè. Giờ thì đi cắt hoa nào.